Mai là Quốc Khánh rồi các bạn ạ. À, các bạn đã có kế hoạch đi đâu chơi chưa? Đợt này đang dịch giã mà cũng muốn đi chơi nhiều nơi quá mà chưa có thời gian đi được và đi chơi được thì lại cũng lo. Đợt này mọi thứ đều rất dẹp. Ui giời, trong này đông lắm các bạn ạ. À, mình phải đi qua một vòng này. Cái Roland Park này chắc nhiều bạn vào rồi, để mình thử vào cho các bạn xem buổi tối gì khác không nhé. Ban ngày mình lượn qua đấy suốt rồi. Khu này khá là đông vui các bạn ạ. Tầm này thì đóng cửa rồi. Đây là khách sạn mà Mandala. Nó có cái hầm chui xuống này luôn này. Mình không chui xuống hầm, mình chỉ lượn lượn qua vòng qua cái khu này thôi, qua khu Ping Bắc buổi tối rồi thôi. Đấy. Kia là phố Nguyễn Gia Thiểu, HT Beautiful Spa, tư vấn và chăm sóc da Hàn Quốc, trên chữ Hàn Quốc. Vị trí ở đây thì là đắc địa. Hôm nay mình sẽ chủ yếu quay cái khu quảng trường này thôi nhé. Ngay đây có quán sữa chua Trân Châu Hạ Long, điện sáng trưng. Quay lại cái khu quảng trường, à, khu trung tâm văn hóa Kinh Bắc, là một vài vòng xem có gì hay. Đây, bắt đầu từ đây, đây là quảng khu trung tâm văn hóa Kinh Bắc. À, dọc cái đường này là có bên đằng sau nó có cái gọi là khu vườn hoa An Huy, cũng khá là đẹp, khu đấy nhiều biệt thự đó các bạn. Buổi tối quay nó không được đẹp bằng ban ngày. Đây mọi người bắt đầu ngồi uống nước đây, vỉa hè trà đá khá là đông vui, còn đông vui hơn ở Highland với cả những cái quán lớn kia. Niche HD cà phê, bên tay trái là HD cà phê, nhà nghỉ Quốc Kiện. À, tầm này chỗ này khá là rộng, cứ đi thẳng xem ra có gì hay không nhá. Ở mặt chính kia thì mình đông vui, còn mặt này thì đường to, chủ yếu nhà nghỉ ấy. Đây khá nhiều nhà nghỉ, khu này cũng có này, cũng có bốt bán hàng tự động này. Đấy, mọi người uống nước mía rồi nói chuyện rồi. Khu này nó cũng đẹp mà các bạn. Trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Bên đây có mặt là vắng rồi, có lẽ mình sẽ ra khu mà mặt chính đi nha các bạn nhé. Quay lại. Đây mình bắt đầu quay lại. Quay lại mặt chính của trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Thì đây là đường gì nhỉ? Mình chả biết đường là đường gì, tối. Bên sườn trung tâm văn hóa Kinh Bắc chỗ nhà nghỉ Quốc Kiên này. Đây có mấy cái nhà nghỉ. Ba cái. Ba bốn cái. Còn đây là mình sẽ ra mặt chính. Nó ở sát Royal Park rồi thì khách sạn Mandana. To phết. Đây có quán Ca Trang cà phê. Tiệm giặt là What Go. Đây mình sẽ chắc chỗ này phố chỗ đi bộ này, như họ vẫn cho ô tô vào. Tầm 10 giờ mà có vẻ rất là đông, buổi mai nghỉ lễ mà học sinh bắt đầu là cũng sắp đi học, sau ngày lễ lên là có vẻ bố mẹ cho chơi vui chơi nốt tuần này, nốt ngày hôm nay để sang Quốc Khánh thì đi học. Ôi, hot hơn thế. Đây các bạn thấy xem rất là đông nhá, bán hàng đây cũng tốt này. Có chị bên kia chị mời vào uống nước nhưng mà thôi muộn rồi, mình chỉ đi hóng thôi không vào uống nước, tại vì
mấy thằng bạn mình gọi nó đều bận hết, muộn quá, nó về quê vợ rồi thì đi chơi từ hôm nay rồi. Không mình cũng sẽ vào đây uống nước. Đấy, ở đây còn ngồi chiếu luôn nha các bạn nhé. Ngồi chiếu rất là kiểu thanh bình. Còn đây là khu chính đấy, bọn trẻ con này nó chơi ở đây. À. Xe điện, kinh doanh xe điện rồi xích lô trẻ con. Rồi lượng người tập trung khá đông ở đây. Ở đây để có camera theo dõi hết. Ánh điện rất là sáng, ánh hình tốt. Dù sao dân mình thì vẫn thích kiểu ngồi vỉa hè thoáng mát. Nó hôm nay thời tiết nó cũng thoáng ấy các bạn ơi. Xem này. Kín luôn luôn cả một khu này luôn các bạn, hàng quán nào cũng có người ngồi luôn đấy. Bây giờ mình sẽ đi ra khu ngã sáu xem có đông không nhé. Tầm này 10 giờ thì chắc không? Cũng vắng. Rất đông. Nếu tầm 8 9 giờ chắc còn đông nữa các bạn nhỉ. Thì mình thấy quá đông luôn này. Ngồi bãi cỏ này uống nước, ngồi bằng chiếu cũng hay chứ, ngồi như ngồi ở nhà mình. Đây, còn bây giờ mình sẽ đi ra về hướng ngã 6 nhé. Băng Linh buổi tối rất là lung linh luôn các bạn ạ. Đèn thắp sáng đẹp lắm. Tại vì điện thoại của mình nó cũng qua buổi tối nó không đẹp bằng ban ngày. Nhưng mà bạn có thể cảm nhận xem rất là lung linh luôn này. Đấy. Đường phố trang hoàng, ánh sáng lung linh từ khu Kinh Bắc này đến hết đường hết đến cột đồng hồ luôn các bạn. Nó đều như này luôn. Mỗi một đoạn đường thì trang hoàng theo một kiểu khác nhau. Đấy, bạn từ chỗ này đến từ tượng đài Lý Thái Tổ đến trung tâm văn hóa Kinh Bắc một kiểu, từ tượng đài này đến ngã sáu lại một kiểu khác nhau. Đây là tượng đài Lý Thái Tổ các bạn. Chuyển về Trung Ca 6 này rồi hướng cột đồng hồ này rồi xuống khu Cát Tường thì nó đông vui hơn. Còn trung tâm văn hóa Kinh Bắc này tổ chức các sự kiện như hát quan họ thứ thì là đằng này thôi, và các cái từ ngã 6 hất trở lại đằng này thì là các cái đơn vị cơ quan nhà nước, như đây đang mình đang chỗ này là sở kế hoạch đầu tư này. Đấy, các sở ban ngành bên kia là sở giáo dục, thì là khu này là khu kiểu hành chính ấy. Còn từ bên là sáu hất về đằng kia thì nó kiểu như là cái một cái khu quy hoạch theo cái kiến trúc mới, nên mỗi một cái khu nó khác nhau. Hất đằng này thì gần như không có các cái tòa nhà cao tầng, toàn các cái sở xây cao nhất đây chắc mình nghĩ là 4 5 tầng là cùng thôi. Còn từ chỗ
Vincom trở về kia thì xây rất nhiều các cái tòa, ví như Grand Phoenix Hotel kìa, tòa kia mới xây à, cái chỗ ngân hàng Liên Việt, Liên Việt Sportbank cũng là mới à. Trước thì chỉ có mấy cái tòa Vicasera với mấy cái tòa thấp thấp thôi, sau từ hồi đợt Vincom đầu tư Băng Linh rồi thì những cái tòa xây mãi là người cắt tường kia rất là đông, đi đường hướng Tota Hyundai là Quế, cứ thẳng cái đường này thì nó cũng rất là đông rồi. Buổi tối các bạn, bây giờ là 10 giờ rồi nên là khá là vắng, không đông người ra đường đấy. Hôm mai là mùng 2 tháng 9 các bạn, hôm nay là thứ mấy nhỉ, mai mùng 1 tháng 9 sáu các bạn. Ngã sáu nó có biểu tượng như một con rùa, nó gồm đầu chân bốn chân, nó rất là giống một con rùa các bạn. Đấy. Đi các hướng. Đây chính là ngã sáu các bạn nhé. Thì vào các cái nhánh của các cái phố khác nhau thì đều trang trí khác nhau. Ví dụ cái biểu tượng cái Fashion Street kia. Phố chuyên kinh thời trang họ phân định nhỉ, đây phố này à, thì để họ tập trung bán các cái sản phẩm về thời trang, nó mô giống kiểu như là Hà Nội các bạn, có những cái phố bán đặc trưng như hàng trống bán gì, hàng da, hàng mã, phố thuốc bắc bán cái gì. Vậy. Nếu mà quy hoạch được thì cũng hay, phố nào karaoke, massage riêng, những cái khu đấy nó tập trung về đêm muộn chẳng hạn thì nó bán riêng, còn những phố nào về thời trang ngành hàng rồi đến hàng kim khí như thế thì quy hoạch như vậy cũng rất hay để người ta mua cũng như quản lý nó dễ hơn. Grand Phoenix Tower Hotel tòa đẹp đấy nhỉ, mới xây sạch nhìn khá đẹp. Quay Băng Linh ban ngày thì sẽ đẹp hơn rất nhiều, ban tối thì các bạn chỉ thấy nó đèn lung linh thôi nhưng mà nó không phải không rõ sắc nét bằng ban ngày. Đây những cái cột hàng này như điện tắt, đèn trang trí chắc là sau 10 giờ họ tắt. Mình sẽ quay ra đến chỗ cột đồng hồ Khuê Văn Các. Đoạn đường này thì mình đi qua nhiều lần lắm rồi. Và đây là cái đường trung tâm chính của Bắc Ninh. Bắc Ninh rất là nhỏ so với các tỉnh khác nhưng mà quy hoạch cũng khá là bài bản và được kết nối đô thị bởi cái hệ thống camera cũng như xây dựng thành phố thông minh các bạn. Sau cái vụ bắt cóc trẻ con gần đây nhất ý, 2 tuổi chơi ở khu trung tâm này bị bắt này thì mọi người bảo tại sao lại tìm nó nhanh đấy, bởi vì thực ra nếu như một cái thành phố mà xây dựng các hệ thống camera tốt thì anh di chuyển trong thành phố tại thời điểm nào mà thì họ, mình nghĩ là cái vấn đề mà tìm ra manh mối thì cũng khá là nhanh. Nếu như cái xe đấy là dùng biển số thật và cái người đó có cái thông tin nhận dạng tốt thì họ sẽ tìm ra cái manh mối nhanh. Cũng may là cái vụ đấy là cái người đấy lắm, họ dùng biển số thật và manh mối tìm ra cũng khá là nhanh, trong vòng gần như có 2 ngày đã tìm ra đứa trẻ bị bắt cóc nhờ cái hệ thống camera giám sát thông minh cũng như cộng với kết hợp quá trình làm việc của bên công an thì đã tìm ra cái đứa trẻ đấy. Nếu như không có những cái hệ thống thông minh ý, thì rất là khó tìm được. Đây có một em lượn qua đầu xe nguy hiểm quá. Harmony Hotel, Central Hotel Kinh Bắc, CD Hotel, Uri Place. Ồ, cái tòa nhà này ban ngày không có đèn, ban tối đẹp thế nhỉ. Sảnh Đại Cát, sảnh Hoàng Đạo,
ban ngày ban tối mỗi một thời điểm nó có lấy có vẻ đẹp khác nhau. Mình đang nói tiếp cái vấn đề mà trẻ con bị bắt ấy, thì thành phố mà các thành phố hoặc là các khu trung tâm mà xây dựng ở cái vấn đề như là các cái về an ninh camera thông minh nhận diện khuôn mặt rồi nhận diện biển số xe và các cái hướng rẽ đều có camera giám sát thì sau khi truy xuất lại thì nó sẽ rất là dễ cho tìm manh mối. Đây là đến Khuê Văn Các các bạn. Chắc mình đến đây thì sẽ quay lại thôi. Mình không đi được về đằng cuối đằng kia nữa bởi vì cũng còn đường còn một đoạn nữa. Khuê Văn Các các bạn. Mình nhớ mãi mới được cái chữ này, Khuê Văn Các, một trong những biểu tượng mới của tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh. Ngay đây gần đây thì có cái phố ẩm thực hải sản đã quán xá tiếng Hàn rất đông, đa số là người Hàn và người Trung Quốc ở Bắc Ninh này. Đợt này dịch Covid nên ảnh hưởng rất là nhiều các bạn ạ, nên là vắng chứ đợt trước này rất là đông họ ở đây về lớn hơn thế. Khách sạn, các cái nhà hàng quán xá Bắc Ninh đều có tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Hàn, cà pha cà phê, bởi vì lượng khách ở đây là người ngoại quốc ở đây đông, ẩm thực khá đông. Quán xá ở đây quán ạ lưu linh quá nhỉ. Cả một cái trục đường này là đều là buôn bán kinh doanh mà là cái trục đường chính nên là buổi tối đi dạo nó cũng dễ. Hay phân khu là cái khu vui chơi giải trí, khu kinh doanh, khu nhà cho người thu nhập thấp và khu tiện ích kiểu như cái tổ hợp ở Đa Di Lăng như Vincom thì nó sẽ tạo cho mọi người mua sắm một cách thuận tiện hơn. Gò Tư, Ba Vì, Khởi Nguyên, Intel, Đại Nam. Ồ, mình thấy cái, những cái biển tên đường họ đã gắn đèn led và nhìn buổi tối nó rõ hơn đấy, có chữ luôn. Mình đây là thấy là Hà Nội còn chưa có cái biển đấy đâu. Cái biển tên đường họ gắn cái đèn led vào cho nó rõ hơn cái biển đấy. Đọc từ xa vẫn đọc được. Đấy là một cái khá hay. Plaza Hotel, rất nhiều nhà khách sạn to ở đây. Ngay như chữ CD Hotel với cả Harmony Hotel này, thế là quá mà to. Chắc họ cũng có thuê một số khách nước ngoài họ ở đây theo tháng luôn các bạn, ở lâu dài chả thế. Yến Tiệc, Đường Nhân, tên như Trung Quốc nhỉ. Trang Minh Hotel, tầm này 10 giờ là mọi người cũng đã đi nghỉ về nhà nghỉ thôi, nhưng mà thấy về hè quán xá vẫn khá là đông. Đường phố một số tuyến phố là những cái đèn trang trí đã tắt rồi. Đây mình ra gần đến ngã 6 rồi. Mình xin phép tạm dừng video ở đây. Chúc các bạn ngày mai một ngày lễ Quốc Khánh nhá, nghỉ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Tạm biệt các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình nhá. Điều thì hay hãy cho mình xin một like, comment cũng như chia sẻ để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn.